Máy may Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Brother EF130. Ở đây là một cái dòng máy may đa năng của Nhật, hãng máy may Brother. Dòng này là một cái dòng máy may rất là chất lượng ha. Máy có thể may giả vắt sổ, làm khuy và chạy trang trí các kiểu. Đây là các kiểu đường may của mình ha. Cái dòng này thì cái đặc điểm ưu việt của nó là cái đường may nó rất là đẹp và sử dụng rất là dễ, máy cơ bền, chất lượng ổn định. Rồi, đầu tiên thì có một cái lưu ý là đối với dòng máy này, nó là máy may nội địa Nhật và nó sẽ sử dụng điện 110V. Thì khi mua kèm máy may, khi mua máy may ở bên shop máy may Nguyễn Dung sẽ được tặng kèm một cái biến thế điện màu vàng hoặc là màu đen như vậy ha. Mọi người lưu ý sẽ cắm cái dây kết nối của máy vào cái biến thế điện, sau đó mới cắm cái biến thế điện vào cái nguồn 220V nhà mình. Rồi, bây giờ shop sẽ hướng dẫn mọi người cái cách quấn chỉ vào suốt. Đối với cái dòng máy này thì mình sẽ sử dụng suốt thấp hay còn gọi là suốt công nghiệp á. Mình có thể là dùng suốt nhôm như vậy hoặc là suốt nhựa như vậy ha, nhưng mà là suốt thấp 0,5 cm. Rồi, suốt thì mình sẽ để vào cái cần đánh suốt ở đây. Khi mua máy ở bên máy may Nguyễn Dung sẽ được dán các cái tích cơ bằng tiếng Việt, các cái nút hướng dẫn, ví dụ đây là nút lỏng chặt nè, nút lại mũi, tốc độ may ha, để cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Thì cái dòng máy này á, nó rất là dễ, cho nên là một số người hỏi rằng là mình chưa có biết may, mình chưa có hề may vá lần nào hết trơn á, vậy có may được không? Thì trả lời là có ha, rất là dễ. Chỉ cần xem cái video hướng dẫn này thì mọi người có thể, tất cả mọi người đều có thể may được. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách quấn chỉ vào suốt. Thì cái ống chỉ mình sẽ để ở đây, nếu như là ống chỉ nhỏ thì mình sẽ để ở dưới đất, sau đó mình sẽ treo lên ở một cái vị trí cao hơn cái máy một chút ha, sau đó thì mình mới đi chỉ theo các cái bước. Rồi, ống chỉ nhỏ mình để đây thì mình sẽ gắn, mình sẽ chận cái nút chận cuộn chỉ lại, sau đó mình sẽ kéo chỉ theo hướng mũi tên nét đứt, mũi tên nét đứt nha. Đây, số 1 nè, số 2 mình sẽ móc vào đây, sau đó mình sẽ luồn dưới cái đồng tiền. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Luồn dưới đồng tiền. Sau đó mình sẽ kéo cái cọng chỉ nè tới cái suốt. Và lúc này nè, mình giữ cái chỉ và mình quấn cái đầu chỉ á khoảng 4-5 vòng vào cái suốt để cho nó cố định vào suốt ha. Sau đó mình bật cái suốt qua bên phải của máy, bấm nút may dừng. Đó, thì lúc này á, máy nó đang quay thì suốt nó, chỉ nó đang được quấn vào suốt. Rồi, khi mà mình thấy nhu cầu mình đủ rồi á, thì mình sẽ bấm nút may dừng một lần nữa và cái cần đánh suốt nó sẽ tắt. Đến lúc này mình sẽ bật cái cần đánh suốt qua bên trái, rút cái suốt ra và sử dụng nè. Rồi, bước tiếp theo là cái bước đi chỉ. Đây là một cái bước rất là quan trọng ha, mọi người lưu ý nè. Đối với tất cả các cái loại máy á, thì cái khi mà mình đi chỉ á, mình sẽ dỡ cái chân vịt lên. Đây, tất cả các loại máy may luôn nha, mình sẽ dỡ cái chân vịt lên. Đây là cái cần nâng đỡ dỡ chân vịt nè, mình sẽ dỡ chân vịt lên. Đồng thời đối với dòng máy này, mình sẽ thấy một cái cò ở đây, thì mình sẽ quay cái trục sao cho cái cò nó nằm ở vị trí cao nhất của cò. Đây, vị trí cao nhất ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chỉ. Thì đi chỉ theo hướng mũi tên nét liền. Mũi tên nét liền nè, 1, 2, 3, 4 ha. Rồi, mình sẽ đi nè. Số 1, móc vào đây. Số 2 là thẳng xuống, thẳng xuống. Rồi tới đây là số 3, mình vòng lên. Rồi số 4 là người ta hướng dẫn mình đi từ bên này nè, qua bên này thì mình sẽ đi nè, từ bên phải nè, mình vòng qua bên trái nè. Lúc này chỉ nó tự động nó vào cò. Lưu ý mình quan sát cái chỉ nó lọt vào trong cái lỗ tròn của cái cò này ha, thì là mới được. Bước số 5 là mình kéo thẳng xuống nè. Số 6 nè, mình móc vào trong cái ở miếng kim loại ở trên cái đầu trục kim, trên cái đầu của trục kim. Rồi, tới bước này rồi á thì mình sẽ sập chân vịt xuống. Sập chân vịt xuống. Rồi, lúc này nè, mình đưa kim lên vị trí cao nhất của kim, sử dụng cái cần xỏ chỉ tự động để mình xỏ cái chỉ, xỏ cái chỉ qua cái lỗ kim. Đây, bây giờ mình sẽ thao tác nè. Rồi, mình kéo cái cần xỏ chỉ tự động ha, thì móc chỉ và lấy chỉ thì chỉ sẽ được xỏ qua cái lỗ kim. Rất là dễ dàng, chỉ cần trong một giây là mình đã có thể làm được. Trong trường hợp mà mình chưa có móc chỉ được, xỏ chỉ bằng cái cần xỏ chỉ tự động, thì mình sẽ xỏ chỉ từ trước ra sau của lỗ kim nha, chiều từ trước ra sau. Rồi, máy may Nguyễn Dung có một cái video hướng dẫn chi tiết
cái cách xỏ chỉ bằng cần xỏ chỉ tự động ở trên kênh YouTube của Nguyễn Dung. Mọi người có thể là tham khảo thêm cái video đó thì nó sẽ rõ hơn ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ gắn chỉ dưới. Ở đây có một cái nút này, nút màu xám đây ha. Mình sẽ gạt cái nút này qua bên phải. Thì lúc này cái nắp đóng ổ thuyền nó sẽ bật ra và mình lấy ra. Rồi mình lấy cái suốt của trong cái máy ra và mình gắn cái suốt mà hồi nãy mình đánh suốt á, mình đánh chỉ vào á. Rồi thao tác như vậy nha. Tay phải mình cầm cái suốt, tay trái cầm cọng chỉ. Tay trái cầm cọng chỉ nè. Bỏ suốt vào trong ổ thuyền. Ở trên ổ thuyền nó sẽ có một cái khe. Ở đây nè, nó có một cái hình vẽ nè. Mọi người đi chỉ theo cái chiều hình vẽ đó là được nha. Rồi trên ổ thuyền có một cái khe nè. Ngay cái ngón tay của mình nó sẽ có một cái khe, gọi là cái móc đó. Mình móc cái cọng chỉ qua cái vào cái khe đó nè. Móc vào đó, xong sau đó mình bật nó qua bên trái, mình để cái cọng chỉ ra vậy ha. Tiếp theo mình sẽ câu chỉ dưới lên. Bằng cách nè, mình nắm cái cọng chỉ trên. Nắm cọng chỉ trên, quay cái trục vô lăng nè. Quay trục vô lăng nha, quay vô lăng đó, thì mình quay khoảng 1-2 vòng á thì chỉ trên nó đã câu cái cọng chỉ dưới lên nè. Rồi ha, cái này nó câu rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp ổ thuyền lại, đẩy cái nắp ổ thuyền lại. Rồi sau đó là mình sẽ đưa hai cái cọng chỉ ở xuống dưới chân vịt và kéo nó ra phía sau đó, kéo ra phía sau. Rồi tới lúc này rồi á thì mình chỉ cần là bỏ vải vào và may thôi. Đây là một số cái kiểu đường may, một số cái đường may mà shop đã may thử ha, shop đã may thử. Rồi bây giờ mình bỏ vào mình may thử xem thử như thế nào nha. Rồi ở đây đang là cái mẫu đường may này. Bây giờ mình muốn may đường thẳng thì mình sẽ nè, mình sẽ chuyển cái màn hình nè, quay cái trục tròn bên phải, trục này là gọi là trục chuyển mẫu. Mình quay cái trục này cho đến khi nào mình thấy cái màn hình hiển thị lên cái mẫu mà mình cần may là mình đang may cái mẫu đó ha. Đây là mẫu số 2 may đường thẳng. Mình sẽ may đường thẳng nè. Rồi mình sẽ điều chỉnh cái độ thưa dày cho nó phù hợp nè. Đấy. Rồi ở đây nó có nút lại mũi ha. Mình muốn may ngược thì mình sẽ nhấn cái nút này, nhấn nút này cho đến khi nào mà nó lại mũi đủ cái số mũi mà mình cần thì mình sẽ bỏ ra. Rồi cái nút thưa dày này á thì cái số mà nó càng lớn á thì cái đường may nó sẽ càng thưa. Rồi cái nút lỏng chặt này nè, cái số nó càng lớn á thì cái đường may nó sẽ càng chặt. Nếu như mình muốn cái đường may chỉ trên á mà nó chặt hơn thì mình sẽ siết về cái số lớn hơn, còn muốn nó lỏng hơn thì siết về cái số nhỏ hơn. Rồi ở đây nó có một cái nút tốc độ may, mình muốn điều chỉnh cái tốc độ cho nó phù hợp với tay nghề của mình. Ví dụ mình chậm ha, mình chưa quen mình điều chỉnh chậm thì mình gạt nó qua bên trái. Gạt qua trái là tốc độ chậm dần. Đây, tốc độ đang rất chậm ha. Rồi bây giờ mình muốn nhanh lên tí thì mình gạt qua phải, gạt qua phải, gạt qua phải cho đến lúc mà mình thấy tốc độ nó vừa phải. Rồi dừng thì mình bấm nút may dừng đó. Cứ may là mình bấm nút may dừng, mình bấm nút nút may dừng ha. Rồi đó là mình đã giới thiệu các cái bước, các cái nút chức năng của máy luôn rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách thay chân vịt và thay kim của cái dòng máy này. Rồi thay chân vịt như sau. Ở phía sau của cái trục chân vịt á, ở phía sau trục chân vịt có một cái nút màu đen. Mình sẽ dùng cái tay này, mình ngón tay á, mình bấm một cái thì tự động cái chân vịt cũ nó sẽ rơi ra. Trên mỗi cái chân vịt của cái dòng máy may này á thì nó sẽ có một cái thanh ngang như vậy. Trên mỗi cái chân vịt nó có thanh ngang ha, thanh ngang. Thì mình sẽ đưa cái thanh ngang này và cái rãnh ở trên trục chân vịt nè, hai cái nó trùng khớp vào với nhau, trùng khớp vào với nhau. Rồi sau đó mình sập chân vịt xuống thì tự động nó dính lại đó, là chân vịt nó dính lại. Đó là cách thay chân vịt ha. Còn thay kim thì như thế nào ạ? Đây, ở phía trên của cái trục kim nó sẽ có một cái ốc ha. Mình có thể dùng cái vít, tu vít hoặc là cái dụng cụ nào đó. Rồi mình mở cái ốc này ra đó, mình mở cái ốc này nè. Rồi khi mình mở cái ốc này thì cái kim này nó sẽ được rơi xuống nè. Rồi kim này á, kim của máy may này thì mình sẽ dùng kim máy may gia đình. Và kim máy may gia đình nó có thể có một mặt phẳng và một mặt lồi. Thì mình lưu ý khi mà mình gắn vào trong máy á thì cái mặt phẳng nó sẽ úp vào trong, còn mặt lồi nó sẽ hướng về phía mặt mình. Đây, mặt phẳng úp vào trong nha. Rồi mặt lồi về hướng mặt mình. Mình đẩy lên hết cỡ cái kim, đẩy lên hết cỡ, sau đó mình vặn cái ốc lại cho nó chặt thiệt chặt lại. Rồi
Như vậy là mình đã thay kim xong. Thì lưu ý đối với các cái loại máy, tất cả các cái loại máy này ha, thì kim, chi số của kim á, nó sẽ tùy thuộc vào cái loại vải. Ví dụ mình dùng cái loại vải dày thì mình sẽ sử dụng cây kim to, kim số lớn. Còn nếu mà mình dùng cái vải loại mỏng thì mình sẽ sử dụng cái kim mà số nhỏ. Rồi, như vậy là máy may Nguyễn Dung đã hướng dẫn các bước căn bản sử dụng chiếc máy may Brother EF130. Đây là một cái dòng máy may mà rất là được khách hàng phản hồi rất là tốt ha. Mọi người muốn sử dụng máy, muốn được trải nghiệm máy hoặc là muốn được hỗ trợ kỹ thuật của máy thì có thể liên hệ vào cái số điện thoại ở bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ máy may Nguyễn Dung trong suốt thời gian qua.